Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Hiện tại thì A Tú đang có mặt tại cầu Nà Hát sau khoảng thời gian là 3-4 ngày gì đó. Thì mình có việc bận cùng anh em làm cái bể cá với lại cùng thợ thuyền làm việc ở bên nhà. Hôm nay mới có thời gian, bố trí thời gian để trở lại với công việc. Hiện tại thì mình đang đứng ở cầu và bên cạnh này là hôm trước các bạn xem video của anh Tuyến thì anh Tuyến có giới thiệu rồi đấy. Đây là vật liệu của xã có hỗ trợ vào cái chương trình là đổ hai bên đường dẫn là 150m đường dẫn, có cát, hỗ trợ cát, sỏi và xi măng. Hiện tại thì kênh vẫn đang chờ xi măng của xã đưa vào để mà đổ bê tông các bạn ạ. Đây, hai chuyến đầu tiên là xe một cầu không sang được bên kia thì đổ ở đây. Ở đây thì tất cả các hệ thống đường bê tông ở đây đều đổ vật liệu như này các bạn nhé. Cát và sỏi suối. Cát và sỏi suối, sỏi sạch, dùng cái sỏi nó cũng từ khoảng 4-6 trở xuống. Đó. 1-2. Loại này đổ được luôn, không phải đảo sỏi nữa. Tức là đảo luôn đấy. Loại này chính, loại này mới là chắc đấy. Sạch mà, cát này là cát sạch. Cát này cát suối, cát trắng, rất là sạch nhé. Hôm nay thì bà con vẫn chưa có bê tông, chưa có xi măng làm thì chưa làm được các bạn ạ. Mình sang bây giờ là 3 giờ chiều. Để xem tình hình đến đâu, vật liệu như thế nào và thông báo sang đây để thông báo cho bà con để sáng mai bắt đầu là tháo dỡ cây trống. Hôm nay là được 20 ngày tròn, ngày mai là ngày thứ 21 các bạn nhé. Đổ bê tông ngày 23 tháng 3 thì bây giờ là bao nhiêu tháng 4 rồi? 11 rồi. 11. Có tháng vừa rồi lại có 31 nữa. Đấy. Thì ngày mai đủ 21 ngày là sẽ triển khai là tháo dỡ cây trống. Hai cán bộ này không thả diều à? Hả? Diều đâu rồi? Cầu hiện tại bây giờ đã nói chung là đã độ bê tông đã chín rồi, cứng rồi. Ngày mai cho tháo dỡ và dọn hẹp hai cái bên đầu cầu này. Còn chờ đợi mai lấy cái mượn đâu được cái vòi xịt xe máy nhỉ. Rửa sạch khu vực dưới này, đục nhám này. Đục nhám hai bên đầu mố. Cái này là anh thiết kế anh có chỉ định là đổ sau để khi mà hạ cây trống xuống nó không có hiện tượng bị nứt. Mình nứt qua đây này, ví dụ thế. Tại vì bên này là nó là tĩnh, bên này là động. Đấy. Chỗ này dày phết này. Đây này. Cái này phải đến 30 phân nữa các bạn. Riêng cái phần dưới hai bên đầu cầu là phải đến 30 phân. Sắt thì dày đặc luôn. Hiện tại thì chưa đi được ô tô. Bao giờ đổ cái phần này xong đến tận ngoài này này. Đủ cái thời gian bê tông khu vực này nó đảm bảo thì mới đi được ô tô các bạn nhé. Đấy, còn phía trên cầu thì A Thành đã hàn xì và bôi sơn chống rỉ. À, thông báo luôn một tin cho các bạn cũng khá là buồn, đó là A Thành là về từ nhà hôm qua. Thì sáng nay thấy về bảo là tối qua mình điện là sao lại về lại không ở đây. Thì bảo là vợ bị đau bụng, đưa đi khám xong là bảo là đi lấy thuốc ở xã, ở bản nào ấy. Nói chung đi lấy thuốc nhưng mà vợ đau quá không chịu được thì hôm nay xuống khám thì buổi trưa. Thế điện lại cho mình bảo anh Tú ơi, em chắc là chưa sang được. Vì là vợ bị đau ruột thừa. Đấy, hôm nay hình như là phẫu thuật mổ ruột thừa vợ A Thành ấy. Mổ ruột thừa thì A Thành hiện tại là chưa sang được các bạn nhé, chưa sang công trường được. Đấy, tin rất là khá là buồn. Hôm nay thì mình đã sang đây rồi, lúc đấy mình lại sớm mình sang đi xe máy rồi nên là không quay trở lại để cập nhật được. Lúc đấy là A Thành lại chạy đi làm giấy tờ thủ tục để làm cái bảo hiểm cho vợ nữa. Không gặp được, chắc phải 1-2 hôm nữa thì khi nào mình về đến nhà ấy thì mình sẽ vào viện để thăm vợ A Thành xem như nào. Đấy, hoàn cảnh gia đình khó khăn mà bây giờ đi viện như này là cũng vất vả đấy, không phải đơn giản đâu.
con thì bé tí, một đứa bằng này, một đứa bé tí mấy tháng, một tuổi, chắc được một tuổi tầm đấy thôi, bé lắm. Bây giờ vợ lại mổ ruột thừa, chắc phải mấy hôm nữa mới sang đây được. Đấy là công việc của A Thành, còn A Tuyến thì mang cái ô tô về để sửa cái phanh hay sao ấy. Về quê để ăn Tết thanh minh các cụ ấy. Thì về quê, mình thì vợ chồng mình bận quá không về được. Anh Tuyến về để đưa ô tô về sửa nữa, chắc phải 1-2 hôm nữa. Ô tô sửa xong mới sang bên này. Khi có vật liệu thì anh Tuyến chắc sẽ trở lại đây. Nói chung là khá là buồn khi mà vợ A Thành bị thế đấy, mất đi một nhân lực đấy, chắc phải vài hôm nữa mới đi sang đây làm được. Đây, bên này rửa thật sạch, cái này phải lấy đâu được cái xe máy cơ, cái xịt xe máy cơ, đất cát như này. Khi mà đổ bê tông đường, bể bê tông cầu thì nó sẽ lên như thế này, và đường và cầu sẽ có một cái tấm gỗ để tạo khe lún các bạn nhé. Đường là riêng, cầu là riêng. Đây, đổ tràn qua bên này. Bên này thì hôm trước là bà con đã sửa khá là bằng, với anh Tuyến sửa bằng đường đẹp, và cái này là đổ được luôn rồi đấy. Cái chỗ dưới kia hơi lõm một tí. Cái này thì sẽ đảo bê tông ở dưới các bạn nhé. Đảo bê tông ở dưới kia để lùi ô tô. Lùi đâu đổ giật lùi đến đấy. Cứ lùi xong dưới kia là xong. Xong lại chuyển sang bên này. Bên kia thì phải sửa xuống một tí, tại vì bên kia nó hơi cao. Cái mặt đường đất nó hơi cao, phải gọt xuống khoảng 15 phân. Đấy, đổ ra hai bên. Khi mà đổ xong hai bên thì mới múc ở dưới này lên. Giờ xuống dưới xem cái cây trống, phần cây trống ra xem như nào. Kiểm tra xem. Đây, bên này các thanh niên thanh niên đây này, mấy thanh niên đi học về là cứ nóng là đắp cái này cao lên, xong bắt đầu để tắm. À, Thành hay tắm ở đây này. Thành với anh Tuyến đấy, mai sau mà đào cái dưới này thì sẽ đắp một cái vũng để cho các cháu đi học về tắm được, cho nó có chỗ chơi. Hệ thống cây trống thì sau 20 ngày thì cơ bản là vẫn đảm bảo không có một cái gì biến động hay là có hiện tượng gì các bạn nhé. Tất cả hệ thống dầm này là đều rất là ổn, không có một vấn đề gì, hiện tượng gì xảy ra đâu. Mặt cầu bây giờ nó liên kết thành dầm rồi, liên kết với dầm thành một rồi thì yên tâm là cực kỳ là chắc chắn và đảm bảo. Những cái dâu ở bên cạnh kia chắc hôm nào cho anh em lấy máy cắt bỏ nó đi, nhìn cho nó đẹp. Sơn hai màu chủ đạo đó là màu đỏ với màu trắng các bạn nhé. Sao mà nước dạo này nhiều đấy nhỉ, đây các bạn nhìn này. Hôm nọ cũng như này mà, cũng đắp ở dưới cái mặt sau. Hôm trước không thấy nước nhiều này, hôm nay lên đầy thế nhỉ. Cả khu vực này như cái ao này. Như kiểu là nước mùa này bắt đầu nó về nhiều thì phải. Hôm trước anh Tuyến phải đắp cả cái chỗ này lên để ô tô đi qua, san bằng ô tô đi qua, không bị bàn. Flycam mình hôm nọ bay bay trước cái kìa, mắc cái dây điện này, đúng cái dây điện trước mặt kìa rơi. Đi sửa mất gần 10 triệu.
còn chưa lấy về được cơ. Mai không biết là về chưa. Ấy da. Hay da, xin chào, vâng. Hai ông bà đang làm cỏ ruộng à? Sao làm cỏ ruộng thì đi như kiểu đi chơi thế? Chú trồng cái gì đấy, trồng lạc à? Vâng. Đây là ruộng chú Lịch này. Lúc đầu mình sang là chưa. Lúc đấy sang là gặt chưa chú nhỉ? Mùng 1 tháng 1 2024 mà. Bừa rồi. Bừa rồi chứ nhỉ? Bây giờ lúa lên xanh này, lại sắp ra đồng, sắp được gặt rồi đây này. Ruộng chú Lịch ở đây rồi. Ngày xưa bị lũ lịch sử là bay đi hết đấy. Vợ Thành nó bị ấy, bị mổ ruột thừa. Điện cho nó bảo là vợ nó đau bụng về. Thế tối qua có ai trông không? Chú sang trông à? Vợ A Thành bị mổ ruột thừa. Ây, ở dưới này có cây nhội đẹp lắm, đi ngó tí. Nhưng mà cây này chắc không lấy được đâu. Giả lắm, to lắm. Cây ở nhà chắc nó không sống ấy. Xuống xem thôi. Dành cho chuyên gia nào mà nghiên cứu vào cây cảnh nghiên cứu này. Mình chưa thấy cây nhội nào to như cây nhội này đâu. Này. To như thế này mà cây này mà trồng được thì đẹp lắm, nhưng mà mình nghĩ là không ổn vì nó già quá, to hơn cây kia nhiều. Cây của nhà chú Lịch nhưng mà cái rễ của nó như kiểu là nó không có rễ con ấy, nó kiểu bị bão lũ nhiều lần quá rồi nó rỗng hết rồi này. Các bạn nhìn đẹp chưa, kia có cả phong lan kia kìa, có cả cây tổ quạ lên này. Nào lấy về trồng vào cái cây nhội với cây nhãn đây, phong lan kia các bạn kia. Ôi thôi chết rồi, nói đến phong lan chết rồi. Công cho mình một bao phong lan quên ở lán, chết rồi quá, bây giờ mới nhớ ra chứ. Chết rồi quên mất rồi. Đúng rồi. Đây này, cái rễ nó như thế này thì sống thế nào được. Khó lắm, không bao giờ đào. Mình nghĩ đào mà không lấy được đâu. Cái loại này phải cẩu 30 tấn. Máy xúc không thể lại được. Cây này nó to, không biết là bao nhiêu người ôm, không biết nữa. Đứng, mình đứng này bé tí hơn. Này mà này phải 3 người, 4 người ôm. Nhưng mà cây này còn khỏe hơn cái cây trên kia nhiều. Cái trên kia này nó còn mỗi da bọc. Mang về trồng chết, gần như cho chết rồi. Khó sống. Cây này già lắm đúng không cô? Này, khủng khiếp không? Trên này có cây phong lan, trèo lên lấy này. Nhội này đúng là nhội cổ đấy. Ah.
mục cái này cơ mà. Đỏ lắm cây này, khủng khiếp thật. Cây ven suối mà có phong lan này. Hay chưa? Đây là phong gian lan gì đây nhỉ? Mình không biết là phong lan gì đâu. Mục hết này. Đây. Đẹp chưa? Cái này phong lan gì đấy các bạn? Có hoa nhé. Có cành có hoa rất đẹp phết. Đó. Mang về lán treo. Sao có mỗi một cây nhỉ? Mà cái cây này cây gì nó bám đẹp thế nhỉ? Cây này hay thật đấy. Ôi, cái tổ quả vẫn đây nhỉ? Cây này bao nhiêu lần kiểu bão lũ rồi, nó xói mòn hết rễ rồi, chắc rồi. Có sống lắm, không sống được đâu, mà cũng chả đào được đâu. Cổ thụ. Mang cái này đi nấu nước tắm giỏi lắm cho. Không biết đi á? Ừ, nó quẩy quẩy xương, quẩy nổi kia. Thế là cái này làm thuốc à? Ừ, cái này thuốc. Chắc yeah. Cứ mang đi trồng đi, có được không? Được mà, cháu mang về treo cái này xong mấy hôm nữa về trồng. Nó có hoa phải không cô? Phong lan đấy chứ. Không phải phong lan á. Thì à? Nhưng mà đẹp nhỉ. Nhỉ. Yeah. Chỗ có nhiều lá cho. Ngày xưa có nhiều á? Ừ, xong bây giờ cây nó già đi, nó mục đi. À. Đấy, mấy đứa các con của cô ơi, cô toàn mang lấy cây về trong. À, tức là trẻ con nó chậm đi là cứ đun cây này cho nó uống. Đấy khó lắm, nó lúc đấy nó cạo lắm. Thì à? Vâng. Đi nấu nước tắm cho. Vâng. Cháu xin nhá. Cháu về đây. Đun nước tắm hay nhỉ? Đây, đây còn một cây nữa này. Ngay chủng vịt chủ lịch chặt đi. Thế không chết. Cái lũa này để trồng phong lan thì phải nói là siêu đỉnh luôn. Cái nhội đấy. Sao ở đây có nhiều cái nhội thế nhỉ? Toàn cái nhội cổ thụ thôi. Bên này 130 mét thì đến đây rồi. À đâu, đến đây, khu dưới này. Thì đường sẽ đổ đến tầm này đấy. Chắc đổ đến tầm này đấy. Còn từ đây đi thì đi đường cấp phối thôi. Mai sau bà con đi sau, đi
kiểu là đổ sau các bạn nhé. Đây, vật liệu của ủy ban xã đã tập kết ở tại đây, cơ bản là không biết là đủ chưa, mình cũng không ghi chép cái này. Cái này là của bên thôn bản chỗ chú Lịch chú ghi nhé các bạn nhé. Đấy. Cát sỏi lẫn lộn, loại này đổ chắc lắm ấy, không phải là không cần phải như kiểu đá 1-2 đâu nhé các bạn nhé. Cứ cái loại này nó bền, kể cả đổ bê tông cầu bền lắm, cát nó sạch mà. Bên này là ao cá của Thực đã cho nước vào rồi cơ. Hôm nay đi ngắm hết một lượt thôi mà. Đây, bây giờ đen. Đây, quả ao của Thực thì cho nước vào đục thế nhỉ. Này rộng khoảng 4 mét, dài chắc khoảng 15-20 mét, khoảng 17 mét thì đấy, tầm đấy, tầm 15-17 mét thì đấy. Thế là được cái ao đẹp rồi nhá, vừa có hai tác dụng là vừa đất để tôn đường, thứ hai là được một cái ao đẹp cho gia đình. Như này mà nuôi cá bống, cá chấm thì thoải mái. Vịt viếc cái này, ở đây là bà con hay chăn nuôi được tốt lắm. Bên này thì hy sinh cả góc ruộng để hiến đất cho làng xung quanh, à làng bên trong cái đi rồi. Vào xem nốt hai quả cống của bà con thôi mà. Cái chỗ này nếu mà muốn nó mùa mưa nó mà đi ổn mà không bị lún ấy, thì chắc cũng phải có một vài xe cấp phối loại sỏi ấy. Sỏi như ở kia đổ đường kìa, dài qua một lượt khoảng 20 phân, đi bằng ô tô lưu qua thì sẽ ổn. Còn xuống phía dưới này thì thoải mái nhé, phía dưới nó không trơn, nó có cát đảm bảo. Bây giờ là bà con ở trong kia toàn đi đường này hết rồi, nào cuốn cái chỗ này lên một tầm nữa cho nó an toàn. Đây, máy xúc A Thành để đây à. Ngó qua một lượt cho các bạn xem cái cống rãnh với đường xá của bà con. Ô tô chưa sửa được thì chưa đổ được đất các bạn ạ. Đây, đến khu vực này là khu vực có cống này thiết kế kiểu sắp à ở đúng không? Nó còn liên quan đến cái đường ở trên kia xuống, cái nhánh kia xuống, mình tưởng là không thì lệch ra bên này một tí, đổ cả tường cánh. Cái này là mình ở nhà mình vẽ cho bà con, xong mình gửi cái bản thiết kế gọi là cơ bản thôi để cho bà con làm ở bên này tự chủ động làm. Đây là anh Tuyến cùng với bà con tự làm. Xây bằng đá hộc, cái này đúng. Đúng ra cái mặt này phải, hôm mình cũng dặn rồi nhưng mà không thấy đấy. Cái mặt cống này để nó rời hay hơn. Mà khôi không sao, tại vì nó cũng nhỏ. Vậy lấp đất trên này phải tên tầm bằng này quá. Cái này là 4 mét các bạn nhé. Lấp đất lên như này thì nó mới đuổi kịp cái mặt, đuổi lên được cái mặt cống trên này.
Đấy. Tưởng ở đây chắc không nọ là còn non hay sao mà chưa thấy ấy nhỉ, chưa đổ đất vào. Đổ này thì ô tô sẽ lên trên kia phía bên này, xong lại sang bên này, đâu sang xem nốt cái này xem nào. Đất này thì sẽ lấy ở, nếu có ô tô ấy, múc ở cái đầu mom này này, múc ở đầu mom này lùi ô tô đổ đấy. Bên này là cống của nhà vào khu nhà ba, nhà công thắm với lại nhà bà tức lắm rồi đấy, bà gì đây. Mặt cống rộng 1 mét, cao 1 mét 2. Giờ cứng hết rồi. Má cao thế. Kiếp vẫn còn đánh bóng không nào, ông mang cái bay về đây đánh cái này. Cống này thì trọng tải chục tấn thoải mái. Yên tâm luôn đấy các bạn. Ok, cơ bản là ngon nghẻ rồi. Bây giờ chỉ chờ đợi là lấp cái đường dẫn lên thôi là xong. Cái phần này có thể là làm sau cũng được các bạn nhé. Tại vì ô tô chưa vào đây thì cũng chưa cần thiết. Bây giờ chỉ có xe máy đi qua được thôi. Còn ô tô thì bà con chưa đến cũng chưa có cái mùa vụ gì cả đấy. Cả ở trong này. Đấy, hôm nào mà làm xong cầu, xong đường hết thì bắt đầu là đổ hết cái phần này nữa. Thì hôm nào mà bà con bóc quế ấy, mình mới thấy cho các bạn thấy cái giá trị của cái cầu, cái đường vào đây, hoặc là nhổ sắn hoặc làm cái gì đó ở trong này mà vận chuyển bằng ô tô ấy, thì mình quay cho các bạn cùng biết. Cơ bản là vậy thôi các bạn ạ. Giờ đi ra ngoài kia để bảo chú Lịch kia thông báo cho dân bản ngày mai đi làm để bắt đầu làm cầu thôi, hoàn thiện cầu thôi. Ây da, công trình của mấy anh em làm xong đẹp phết nhỉ. Được đấy, thợ xây nào hát này được đấy. À Thiệu ơi, đi đâu rồi? Đi đắp cá tận đâu hả bà? Đâu à? Ao nào? Ao này á? Đâu, cháu vừa ở đấy mà. Ở đấy á? Có thấy đâu? Đấy là ở dưới chứ. À, ở dưới à? Ở bên trên kìa. À, thế à. Sáng mai chú thông báo cho bản đi làm đủ nhá, đông người nhá. Đổ bê tông hai bên đầu cầu ấy. Với lại cái... Đi đâu đấy? Dạ? Đi đâu đâu? Xuống chú á? Lại rượu á? Làm gì? Làm... mùng 3 tháng 3 à? ăn nhộng à? Ok chú. Đi xem đội này ấy xem nào. Đội này bắt cá, bắt chưa? Hả? Bắt chưa? Bắt xong rồi. Xong nhỉ? Quay gì để về đấy? Hả? Đi quay gì về đấy? Đi xuống bản về. Bắt xong tao thở nào, tao thấy đông đông người. Hết à, còn được không? Bắt ở chỗ nào xem nào. Rõ ràng có tiếng người mà không biết đội này bắt cá. Thế mà không gọi anh bắt với nhỉ. À mà thực à.
Bắt hết rồi. Anh chưa xa nữa. Lúc nãy anh quay ở đây mày không nhìn thấy anh à? Anh á? Ở chỗ nào? Anh quay vào tận đây cơ mà. Thảo nào anh nghe thấy giọng giọng người đông đông, mình phải quay lại đội này đi đắp cá suối hay sao ấy. Được không? À, chuyển sang ao mới á? Ao mới sao em làm lấy nước đục vào đi? Nước này rồi chắc 1-2 ngày nó lại trong này. Nay nước này chuyển ao mình thế là hôm nay là vợ chồng thực là chuyển từ ao cũ xuống cái ao mới này này. Để cho nó ao mới. Không phải là ao mới mà nó lớn nhanh đâu nhá. Ao mới mà em phải đủ thức ăn cho nó thì cứ, mọi người cứ bảo ao mới lớn nhanh, không phải đâu. Đâu? Cá bé tí à, khỏi quá. Cá vược á? Nó ao nó trong quá anh, không có bùn đây. Cá vược như này là gầy rồi. Em bảo ấy bảo Kiều thả bớt xuống ao dưới kia một ít à. Ừ. Ui tôm ngon hê. Như. Tới đây làm bữa tôm rồi. Ai giờ. Ngon đi. Còn cái xô xanh nữa mà. Cái xô trên kia này còn. Đây, các bạn nhìn này, nhìn cái con cá vược này. Con cá vược gầy như thế nào thì gầy, cho các bạn xem này. Này. Đây là cá gầy này. Riêng cá vược nó không bao giờ nó thân nó dài này đâu, thân nó tròn. Người tròn. Con cá này là cá già rồi đấy. Anh xuống đây mấy giờ à? Anh mới sang đây mà. Bây giờ không tháo được cạn à? Đang ấy anh ạ, đang rút. Đang rút à. Lúc nãy có được nhiều không? Nhiều cá to không? Không có đâu. Thế là hết rồi, thế là cứ, mỗi lần cứ chài lên chài xuống còn gì nữa. Phục vụ nuôi gia đình thì thế thôi. Đúng rồi. Giờ đến Tết mới có cá ăn. À mai bảo thằng cu nó ở nhà để anh gửi tiền, có một người gửi cho thằng cu cái. Xong đi mua cái anh gửi thêm một chút để mua cái ấy cho nó. Tặng cho nó cái bồn cầu ấy. Tôm to như. Tí nữa nó cạn kiểu gì được rô phi. Rô phi em không thả mấy đâu. À. Nó đẻ ác lắm, không cần phải thả. Em diệt hết đi ạ. Bốn. Đón con à? Mai chưa được đổ đường thì mai đổ nó đạp. Đổ bê tông chứ. Đổ bê tông hay đầu cầu ấy, tháo hết cây trống hay đổ bê tông ấy. Đủ ngày rồi. Được. Đục quá nhỉ. Sáng mai phải mượn máy để đục cái kia. Đục cái gì đấy? Đục cái ván. Ừ, đúng rồi, phải là tạo nhám nữa cơ. Đâu xem nào, xem của em xem nào. Ú, ngon đi. Này, sao không chặt nước đi ơ. Chặt nước đi, nó nhảy ra. Nhảy ra. Này, ngon chưa? Toàn tôm to. Ý. Bà bầu ăn tôm tốt đấy. Tổng được cân không? Được. Gần được rồi, không được đâu. Ok các bạn ơi, vậy là hôm nay thì A Tú sang đây thì cũng một cái video ngắn ngắn thôi. Thông báo cho cả nhà cũng biết là tình hình, một là tình hình sức khỏe của vợ A Thành. Của A Thành như thế nào. Thứ hai là đường xá này, vật liệu chuyển đến đâu này. Rồi thứ ba là cái công tác chuẩn bị cho ngày mai, công tác chuẩn bị cho cầu như thế nào. Mình đã thông báo rồi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu cùng với bà con tháo dỡ cây trống. Cái khâu rất là quan trọng để hoàn thiện cái mặt cầu các bạn nhé. Video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim tiếp theo. Chào các bạn.